Miền ạ chôn nạ trọp đói mình chăm mạch miền lưỡi mà riêng. Bà thằng này đấy, chăm mạch mình ý. Nhiều em bí miền ạ chôn nạ trọp đói mình chăm này lưỡi mà riêng. Bà nơi khăn ông vì sai ạ chôn nạ trọp cứ chơi vì sai mũi đầy. Thưa ơi mình nấu dưỡng kê hào thằng khá tự chí nạ miền lươn tự lưu kà vi nè dục khá nông vi xa ạ chôn ạ thuộc. Phần tái môn hình chiên tự đo kà miền ạ chôn ạ thuộc tọc luôn được nông đáy nút. Cứ vi trừ miền đàm tuân trừ chùm nái lùi tràn chùm nái xe xe dục lùi môn xóm đàm bay vi nè dục lưu ạ chôn ạ thuộc. Bê khá kết đọt thân ạ năng bếc đọt thân ạ sân thà mà chỉ vật hay tùm rộng tạm bàn ạ chôn ạ thuộc mùi. Chia được bọc luôn nó cứ chùm này về khăn mềm thèn. Bạn, bản thân ngày nít, khi nhóm miên chùm này đơn thầm mấy mũi chọn chạy đồng lấy bóng bốn, ta thua dân mấy thầm mấy. Miên này chôn là trọng đói mình miên lùi. Xôm bay mà điều. Chưa thế bạn? Bạn, bà chưa xôm complete chọn like, subscribe. Lúc mình có share thì mình phải bỏ dự phóng đồng bày quạt bản đắng. Bạn. Chẳng khả năng ngày nâng nhóm mình chúng mình bày để chọn chạy lại thực hành bằng phố. Tính như ý rồi xin bà dương chọn miên là chọn lại trọc. Dương từ cắt nơi cùng nít nâng ca khóa khoai rương lôi cạ xung hợp cho tuân cho nhỏ sân. Bạn nhóm dây thở ớt bê khá bà dương miên cùng nít tham mình đang thập bê na dương miên tuân. Mình đang thập bê na, các nhóm miên lôi tự tin. Mình đang thập bê na, các nhóm miên là cho nạ trọp. Miên lôi tầm bê tự tin là cho nạ trọp. Và dân kích nơi tay cùng nứt xoanh bèm nút. Mà lọ dân bỏ cắt chứ, các miên là cho nạ trọp đi. Đôi bị cha, lục tay ta này dây tha. Bởi sân chỉ dân kích thạc luôn dân cầm phung tại trong ban ấy. Hoài vì đừng cắt mềm. Đôi là vậy để dân kích. Tại bởi dân kích thả dân mình miên, dân bỏ cắt chứ mình miên. Vì thế, khi chúng chọn sống đây từ lưu biết thà bởi sân chứ dân phải khoa lực khoai thà dân ọt lôi tình dân phải khoa lực khoai thà mình đang thập bên này dân mình lôi đồng bây tử tính mà lo dân phải còn chứ mình hiên xong bây tử mơ mình hiên xong bây tử xuống. Vì thế, chúng mình tìm mối cứ chọn là gì thế bởi sân bởi dân chọn mình là chọn là trọng dân thử cắt cùng nứt rương khoa lực khoai rương lôi đồng bây cho tôi nâng chân nhỏ sân. Rồi ca chập đá không có sang vị thí này ca miên đời cho nạ trọp. Nhưng cũng mà kết tự đo ca rộng lôi đường bây một chút tôn lây. Nhưng cũng mà kết hạ dân chạm miên lôi chạm tử mơ. Chạm miên lôi chạm tử tinh mòn cũng mà kết chân. Và cũng mà kết chân nế. Lớ dân chiên mà đó chụm nói tí bì. Và chụm nói tí bì cứ khiêm chong ai bộ nọ khí bạn đang thà. Dương trở chế bắt đầu mà dương bắt đầu bị dương thử tính mau chỉ dương thử sọc xa xanh. Và chẳng cho nên đứng bên đây thằng mình bắt đầu bị ca thử tinh nhận cho nạ trót mau chỉ ca sọc xa xanh. Phụ ấy mà nuôi dương từ ngọt này mình miên lôi cục làm bây một tinh nhận cho nạ trót thì. Và chẳng và xin bà dương mình chúng mẹ đang phải cho nó trốt dương men lôi hai của dương bên là của dương kéo là mình hiện được thấy trong cao viên vô cho nó trốt này mình xin chỉ dương ở bên chúng mẹ đang phải cho nó trốt và trong chúng mẹ nếu cứ trong ao nên được ở khnía từ đâu nè đâu vì cả từ nhà cho nó trốt một sốc xa lư chúng mẹ đang là cho nó trốt xin và hỏi bà dương chăm tầm miên lôi bà dương kịch nè chăm tầm miên lôi chăm dương một tinh mà vi nị dục chăm một chín năm khỏi chăm miên lôi chăm tầm chăm tới đa mưa bay khai khỏi chăm tới đa mưa năng dương thừa ấy sẵn tới đưa sang dương gồm toàn miên lôi đấy dương công tới xua tại dương tới xua có lãnh con đang giúp một ở dương cọ lôi khát dương dương miên là tập hiệp đến nè vô dương cầm bông thờ ọt lùi tình này nâng rồi
ទាំងកោច្រកឆ្នាំដែរនឹងបាទអញ្ចឹងគឺវាធ្វើបងអាក់ឲ្យយើងនឹងអត់ហ៊ានទៅមើលចូលអ្នកទ្រពមើលដីមើលផ្ទះអីទេបាទអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងយើងបដូរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវបដូរថាពីដាក់ទីមកស្ដាប់មើលដើម្បីយកចំណេះពីអាចលនទ្រពបាទយើងមកសិក្សាលើអាចលនទ្រពដើម្បីមានបទពិសោធន៍ខាងសាជលនទ្រពបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងខាងអាចលនទ្រពទៅនៅពេលដែលយើងមានលុយយើងអាចឈានទៅរកការវិនិយោគខ្លួនឯងបានហើយព្រោះអីយើងមួយខែមួយខែយើងគិតថាយើងចាំមានលុយខែកុំភ្លេចថាមួយខែមួយខែយើងនេះទី1ត្រូវបងថ្លៃតឡាកូនទី2បងលូឡានផងទី3បងលូផ្ទះទៀតអូទី4ត្រូវទិញនេះត្រូវទិញនោះអូ iPhone 11 Pro ចេញមកចង់ដូរសេរីនេះយើងត្រូវគិតតែមួយខែមួយខែត្រូវគិតចឹងវាធ្វើឲ្យយើងសន់លៃហ៊ានសម្បីទៅមើលលៃហ៊ានសម្បីទៅសួរពីអាចណត្រប់ណាបាទចឹងចំណុចទី3គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយកបទពិសោធន៍បាទយកបទពិសោធន៍ហើយបានខ្ញុំនិយាយថាយកបទពិសោធន៍បាទសម្រាប់វិធីក្នុងការយល់ដឹងទៅលើរឿងអាចណត្រប់មិនមែនជារឿងដែលពិបាកទេដូចជាយើងគិតថាអូអាចណត្រប់តោះតមានលុយមិនអាចធ្វើកើតបាទពួកអីវាដូចទៅនឹងវិធីនៃការរៀនជីវិតពិតយើងផ្សេងៗដែរបាទដូចជាយើងទិញទឹកអប់ចឹងតម្រុំតែយើងដឹងថាទឹកអប់ original លេខ1ឧទាហរណ៍ទៅលើ channel លេខ1វាមានលក្ខណៈបែបម៉េចដបវាម៉េចបាទក្លិនវាម៉េចផ្លាកសញ្ញាវាម៉េចយើងដឹងថាបោះ zin បាទបោះ original វាក្រុមហ៊ុនមកនឹងតោះយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើទឹកអប់បានយើងដឹងថាទឹកអប់ហ្នឹង original មែនបាទឧទាហរណ៍ថាយើងទៅទិញស្បែកជើងស្បែកជើងហ្នឹងយើងដឹងថាវាមាំល្អ brand គេមានស្តង់ដារបានលូតាដែរយើងបានធ្លាប់ទៅពាក់ធ្លាប់ទៅទិញបាទអញ្ចឹងវាមានអាខុសខ្លះវាមានអាត្រូវខ្លះអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យយើងយកធ្វើជាមេរៀនបាទយកបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញបាទព្រោះពេលខ្លះទោះបីជាយើងពេលហ្នឹងយើងអត់មានលុយទិញមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមានបងប្អូនដែលគាត់មានលុយដែលចង់ទិញអញ្ចឹងបងប្អូនណែៗយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីគេហៅថាពីអត់លុយណាខ្លួនយើងអត់លុយទិញតែយើងអាចបានទិញដែរដោយសារម៉េចគឺយើងហៅបងប្អូនយើងមកទិញហើយយក commission បាទយក commission បាទ commission បានយូរយូរយូរច្រើនទៅយើងអាចឆ្លិចទិញបានមួយឡូគេដែរឆ្លិចទិញបានមួយល្វែងនឹងគេដែរដល់យើងអត់ចំណាយទុនខ្លួនឯងទេគ្រាន់តែថាយើងយកបទពិសោធន៍នៅចំណេះជំនាញរបស់យើងឲ្យខ្លាំងទៅជាអ្នកជំនាញមួយរូបដែលអាចមើលធ្លុះទៅលើអាខាងវិស័យអាចលនទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនបាទសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ទទួលបានផលចំណេញហើយយើងក៏បានជា commission ពីការនាំទិញនឹងមកដែរបាទអញ្ចឹងសរុបជារួមខ្ញុំមាន3ចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ចែកចំណែកទៅដល់បងប្អូនអរគុណបាទសរុបមកវិញគឺទី1គឺនិយាយអំពីបើសិនជាយើងចង់មានអាចលទ្រព្យយើងត្រូវលះបង់អាកំណត់ថាចាំមានលុយសិនចាំទៅទិញបាទទី2យើងត្រូវបដូរពីការទិញអាចលទ្រព្យទៅជាការសិក្សាលើអាចលទ្រព្យសិនបាទហើយចំណុចទី3យើងត្រូវមានបទពិសោធន៍បាទមានបទពិសោធន៍ក្នុងការទិញដើម្បីយកបទពិសោធន៍នោះដើម្បីជំរុញឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញរូបដែលអាចទាញអតិថិជនរបស់យើងទាញបងប្អូនរបស់យើងទាញអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងហើយទាញលទ្ធផលដែលល្អពិសេសហ្នឹងទៅហើយដើម្បីយើងបាន commission ហើយយើងចាប់ដើមមានលុយយើងអាចទាញខ្លួនឯងមួយឡូឬមួយក៏មួយល្វីបានដែរដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានេះជាចំណុចល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងខាងវិស័យវិនិយោគនិងអាចលនទ្រព្យបាទ complete ចុច subscribe ទៅលើ channel TEK MENG Y TV ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗថ្មីថែមទៀតពីការវិនិយោគ